Phương tiện di chuyển phổ biến của giới quý tộc Nhật Bản, một trong những nét văn hóa đặc trưng từ thời kỳ chiến quốc. Là origami đầu tiên được tạo ra vào khoảng 300 năm về trước, nhưng do sức mạnh quá lớn không thể kiểm soát, nó đã bị phong ấn cho đến tận khi thiếu chủ Takeru xuất hiện. Lấy ý tưởng từ những cỗ xe kéo trong thời kỳ chiến quốc, rất truyền thống nhưng cũng cực kỳ hiện đại, tích hợp động cơ, tái hiện lại cực kỳ chân thực. Thay hình đổi dạng Mogyu Dayo. To lớn, oai nghiêm và được khắc họa đầy nét cổ điển. Tuy cách giáp có phần đơn điệu và khá là nhàm chán, đổi lại em nó được tích hợp động cơ là điểm cộng và cũng là chất riêng trong toàn bộ series. Tóm lại, để biết em nó có ok hay không, cứ chờ hợp thể cuối rồi sẽ rõ nhá.